chị em tôi, dắt xe ra cửa, tôi lễ phép thưa, thưa ba, con xin phép đi học nhóm. Ba tôi mỉm cười, ờ, nhớ về sớm nghe con. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã nói dối ba. Mỗi lần nói dối tôi đều ân hận nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Cho đến một hôm, vừa yên vị trong dạp chiếu bóng, tôi chợt thấy em gái mình lướt qua cùng một đứa bạn. Từ ngạc nhiên. Tôi chuyển sang giận dữ và mặc lời năn nỉ của bạn. Tôi bỏ về. Hai chị em về đến nhà. Tôi mắng em gái dám nói dối ba bỏ học đi chơi. Không chịu khó học hành. Nhưng đáp lại sự giận dữ của tôi. Nó chỉ thùng thẳng. Em đi tập văn nghệ. Mày tập văn nghệ ở dạp chiếu bóng à? Nó cười. Giả bộ ngây thơ. Ủa? Chị cũng ở đó sao? Hồi nãy chị bảo đi học nhóm mà tôi sững sờ, đứng im như phỗng, ngước nhìn ba, tôi đợi trận cuồng phong, nhưng ba tôi chỉ buồn giàu bảo, các con dáng bảo ban nhau mà học cho nên người. Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào dạp chiếu bóng chọc tức tôi. Làm cho tôi tỉnh ngộ. Theo Liên Hương.